Thưa quý vị, các vụ lừa đảo gia tăng vào thời điểm cuối năm khiến cho nhiều người sập bẫy, dù lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo. Mới đây nhất, Công an Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện của các tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng dụ dỗ bằng hình thức huy động vốn kinh doanh, mua bán chứng khoán, giao dịch cuối năm, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh báo, thời gian qua, nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông báo chí, quảng bá cho sản phẩm dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán, mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cảnh báo liên tục thường xuyên phương thức thủ đoạn phạm tội đến khách hàng bằng nhiều hình thức như email, tin nhắn, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Các vụ việc lừa đảo liên tục xảy ra cho thấy một phần là do người dân không đủ tỉnh táo để thoát những cái bẫy của bọn tội phạm, nhưng các bên như là nhà mạng, ngân hàng cũng có phần trách nhiệm. Việc xử lý và bắt những kẻ lừa đảo diễn ra trong thời gian dài và hình thức xử phạt chưa đủ tính răn đe khiến cho các hình thức lừa đảo cứ nở rộ mà không giảm đi. Vì vậy, cần có những quy định trừng phạt nghiêm khắc hơn để răn đe. Riêng đối với người dân, cần cảnh giác để tự bảo vệ mình trước những hình thức lừa đảo.